Liệu rằng Khá Bảnh có được ra tù sớm hay không? Đây là câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra sau ngày hôm qua khi mà một video về Khá Bảnh, về những hoạt động trong trại giam và những chia sẻ của anh này khi trong quá trình thời gian chấp hành hình phạt tù được phát trên kênh truyền hình pháp luật như thế này. Và để trả lời câu hỏi này thì căn cứ theo nghị quyết 01 năm 2018, nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán, thì đối với những trường hợp, những tội phạm mà thuộc tội phạm nghiêm trọng này, tội phạm rất nghiêm trọng hay là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nếu mà để có thể đủ điều kiện tha tù trước thời hạn thì cần phải đáp ứng được những điều kiện sau đây. Đầu tiên là phải đã được giảm thời gian chấp hành phạt tù. Và thứ hai là phạm tội lần đầu thuộc một trong những trường hợp sau. Thứ nhất, trước đó là chưa phạm tội lần nào. Thứ hai, trước đó đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng được miễn trách nhiệm hình sự. Thứ ba, đó là trước đó được thực hiện hành vi phạm tội nhưng được áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng. Thứ tư, trước đó đã bị kết án nhưng thuộc trường hợp được coi là không có án tích. Và thứ ba là phải có cải tạo tốt cũng như là chấp hành những nội quy, quy định ở trong trại giam, được những cái cán bộ quản giáo tại đây, những cán bộ trong trại đánh giá tốt và có những xếp loại ít nhất là phải từ khá trở lên. Và thứ tư là cần phải có nơi cư trú rõ ràng. Ở đây nơi cư trú được hiểu là địa chỉ thường trú hoặc là nơi tạm trú được ghi trên những giấy tờ hợp pháp được nhà nước, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Thứ năm là đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, tức là phạt tiền hay là những án phí hoặc là những cái khoản bồi thường nếu có theo quy định của pháp luật thì mới có thể được xem xét để tha tù trước thời hạn. Và điều kiện nữa cũng rất quan trọng, đó là điều kiện thứ sáu về việc phải chấp hành mức phạt tù ít nhất là 1/2 so với mức phạt đã tuyên trước đó. Ví dụ rằng bị phạt 10 năm tù thì phải chấp hành được ít nhất 5 năm tù, thì đây là 1/2. Và việc thứ 7 cũng là điều kiện cuối cùng, là phải xem xét rằng việc tha tù trước thời hạn này có ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội cũng như những cái điều kiện sống của những người xung quanh hay không, có khả năng tiếp tục thực hiện phạm tội hay không thì mới có thể xem xét để tha tù trước thời hạn. Và năm 2019, khi Khá Bảnh bị tuyên án phạt tù là 10 năm 6 tháng tù giam, thì kể từ cái thời điểm mà thời gian bị tuyên này trừ đi cái thời gian bị tạm giam thì sẽ được tính cái thời gian chấp hành phạt tù thực tế. Thì đến thời điểm hiện tại, theo những gì mà video này đưa tin cũng như những cái gì cán bộ tại trại quản giam mà Khá Bảnh đang thực hiện thi hành án thì có thể thấy là Khá Bảnh đang thực hiện được 3 năm 3 tháng tù giam. Và theo đó, căn cứ theo quy định của pháp luật thì Khá Bảnh phải chấp hành được ít nhất 1/2, tức là bị tuyên 10 năm 6 tháng tù giam thì Khá Bảnh phải chấp hành được ít nhất 5 năm 3 tháng tù giam thì mới thỏa mãn điều kiện để xem xét để giảm án cũng như là tha tù trước thời hạn được. Và nếu như các bạn để ý kỹ và xem kỹ những video này thì tại đây Khá Bảnh được khá nhiều cán bộ tại trại giam đánh giá tương đối cao về cái mặt cải tạo tốt cũng như chấp hành nội quy, và có thể đủ điều kiện để xem xét tha tù cũng như là giảm án trước thời hạn vào mùa xuân năm sau, tức là năm 2023. Thế nhưng liệu rằng cái việc này có được thực hiện trên thực tế hay không, khi mà kể cả tính từ thời gian tạm giam, tôi giả sử là Khá Bảnh tạm giam mất 1 năm mới tiến hành xét xử thì cũng chưa thể đủ thời gian để có thể thực hiện tha tù hay là thực hiện cái đủ điều kiện để có thể thực hiện giảm án. Bên cạnh đó, Khá Bảnh còn đã có một tiền sự, một tiền án và chưa đến thời gian theo quy định của pháp luật, tức là ít nhất 1/2 cái mức phạt tù đã tuyên trước đó là 10 năm 6 tháng tù giam. Thế nhưng biết đâu nếu như thuận lợi, có một phép màu nào đó xảy ra thì vào mùa xuân năm sau, năm 2023, Khá Bảnh hay là Ngô Bá Khá có thể sẽ được xem xét về mặt cải tạo cũng như là xem xét để có thể giảm án và tha tù trước thời hạn thì sao. Và nếu như các bạn thấy hay và video này ý nghĩa, hãy bấm like và đăng ký kênh để theo dõi chúng tôi nhé. Và đừng quên rằng chúng tôi luôn luôn có những dịch vụ pháp lý và dịch vụ luật sư chuyên nghiệp. Hãy liên hệ với chúng tôi khi các bạn có nhu cầu. Xin chào và hẹn gặp lại. Luật sư X, đưa luật sư đến ngay tận tay bạn.